Trong tập trước, sau trò chơi thử thách trí tưởng tượng đã không thể làm khó được hai cặp cha con, thì trong nhiệm vụ sinh tồn, nấu một bữa ăn dân dã lại là một trải nghiệm không mấy dễ chịu cho hai đội chơi. Và đọng lại nhất, có lẽ là cái lắc đầu đầy cảm xúc của bé Bun khi không thể ăn ngon miệng như cơm mẹ vẫn nấu. Điều đó đã làm cho bố Tâm phải suy tư khá nhiều. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều cơ hội phía trước cho hai người cha có thể vận dụng hết khả năng và sự thấu hiểu của mình để gần con hơn. Trong 5 phút, con hãy lựa chọn 5 món đồ gồm thú nhồi bông và tượng, các con vật mà con thích nhất. Sau đó trong 5 phút tiếp theo, cha hãy vào chọn 5 món đồ như trên mà cha cho là con mình thích nhất. Mỗi sự trùng khớp về hình dáng và màu sắc của mỗi món đồ do cha và con lựa chọn được một huy hiệu. Con đi tìm thú nhồi bông nha. Con biết thú nhồi bông không? Bố mình đi con... riêng hay là mình đi chung? Con đi riêng, Bun chọn một bên, bố chọn một bên. Con chọn 5 món đồ. Bố đi một bên, con đi một bên nha. Ok. Tượng là gì? Tượng là cái tượng mà tô tượng á, cái bức tượng á. Con biết cái tượng mà tô không? Tô màu không? Dạ, con biết tô tượng á. Gì? Tượng là nó đứng im vậy nè. Đúng không? Con đi một mình nó con sẽ buồn á. Mà mình lựa cái gì mà con thích nữa nha. Không cần phải nhất thiết, không cần phải lựa đồ mà bạn Bun thích nha không? Nó không có hay dẫn nó đi mua mấy cái đồ vậy không? Không mua đồ, mua sách không mà. Xong thì có hay dẫn nó đi chơi tô tượng. À, tô tượng thì thua rồi. Chàng này không mê vẽ. Âu, chạy rớt rồi. Thường là nó hay chọn chiếc xe hơi. Tâm nghĩ là Tâm với Bun sẽ khá hiểu ý trong cái vấn đề này. Thì Trâm chắc là chọn siêu nhân rồi. Đứng im như vậy nè. Có chừng bẻ đó. Có chừng bẻ. Hai cái rồi. Nè. Hai cái rồi. Thì Trâm có em bé hả? Không. Cái đó là Superman. Với thử thách này Tâm nghĩ là Tâm có thể vượt qua Phong đấy. Tâm nghĩ là Bun sẽ thích con gấu nè, con khỉ, con vịt. Còn Tượng thì khả năng rất là cao là xe hơi. Thì Trâm này lại không không thích mấy cái đồ mềm mềm thú nhồi bông, toàn thích mấy cái đồ xếp hình, đồ chơi thử thách, thách đố với sách. Nhồi bông chắc nó sẽ chọn mấy con vật mà thấy trong phim hoạt hình đó. Khỉ, kiểu khỉ hay là con cọp rồi vậy đó. Được 3 cái rồi, còn 2 cái nữa thôi. Rồi, nhiều quá. Mẹ lấy con này nè, bự áo, bự lắm. Bự lắm sao Bun bỏ được? Để tìm cái gì đó đây. Bự quá sao Bun bỏ được? Khá khen cho hai bé của chúng ta đã không sao nhãng nhiệm vụ được giao. Các bé đã lựa chọn vừa đủ những gì mình thích và rất có trách nhiệm. Giờ thì là lúc hai cha thể hiện xem mình hiểu ý con như thế nào đây. Khó nghe, khó rồi chú Tâm ơi. Hơi khác so với mình hình dung rồi. Mình tưởng là những cái tượng tô hay là những tượng có sẵn rồi. Theo mình đoán thì con nó sẽ không lấy những cái đồ trên cao. Đúng không? Rồi vừa tầm đó thôi thì hợp lý hơn. Em này nặng quá. Hay là em con gấu. Ba có lấy gấu mình không giờ? Chà. Rồi, thấy được một món thích rồi đó. Có vẻ như bà Phòng đang chọn những gì mình thích hơn thì phải.
Vì nếu như theo suy luận của ba Tâm thì những món đồ anh ấy chọn hình như là khá cao và khuất tầm nhìn của các bé rồi. Khó nha. Sao biết được nó thích gì đây? Đoán thôi. Bùn cũng có thể thích là trái tim á. Rồi, mấy ông khỉ này chắc nó thích nè. Thích trái tim lắm, hot. À, chắc nó sợ. Cái này nó bỏ vô là vừa luôn rồi. Con nào mà thật thật như vậy là nó sợ nè. Nó sẽ không thích đúng không? Hôm qua anh mới học được con hươu, con này chắc không á. Trâm sẽ thích một con sư tử nhỏ này. Ở đây. Ở nhà Bùn cũng có một con gấu rất là thích. Thôi thì cả hai ông bố đều đưa ra những suy đoán hợp lý và có vẻ là hiểu sở thích của con mình khá rõ. Giờ thì xem họ sẽ nói gì về cách chọn các bức tượng đây. Thích liền nha. À, ha ha. Ồ, siêu nhân. Chắc thích con này quá. Đang phân vân giữa hai con này, hai cái thứ này, Doraemon hoặc là heo đất. Gần đây Bun hay được bố mẹ cho tiền bỏ vào heo. Chắc là tâm nghiêng về khả năng Bun sẽ chọn một con heo đất. Thì tìm con heo đất thôi. Doraemon Bun có thích không Tâm? Hồi xưa, hồi bé thì thích. Sau này không thích nữa. Không chọn con gì rồi? Chuột hả? Con thỏ. Thỏ, ăn cà rốt. Minion thì khả năng sự chung thích là cao á. Mà có thấy không á nha. Nó hay coi phiêu hình Minion mà. Minion nó có sẽ thích. Không biết anh nào ta. Nhìn nó sợ rồi. Ok. Mình đã chọn được 5 món rồi. Rồi, ok. Ba Phong đã chọn xong 5 món. Lấy một món lên nha. Để xem có chung không nha. Em gấu. À, bố Tâm có rồi. Bố Tâm có gấu hả? Đúng. Ừ. Con gì vậy con? Con sâu. Bố mua giống Bun nè Bun. Hai con gấu luôn nè. Con sâu hả? À, bố không có lựa con sâu. Ba Phong có không? Không có. Em gì đây? Em này em gì? Doraemon. À, Batman, nãy mình chưa thấy. Bun thì không thích Batman đâu. Đổi Superman đi. Lấy Doraemon ra. Chum thích mấy con này lắm. Một quyết định thay đổi vào phút chót rất là táo bạo. Tại vì là xịt chum không có coi hoạt hình Doraemon. Có con Doraemon mà ba Phong đổi mất rồi. Bố cũng có em khỉ luôn. Mặc dù khác màu nhưng mà mình trùng tên với nhau. Đúng không? Không có Doraemon. Con có em khỉ. À con có em khỉ giống bố luôn hả? Yeah. Trời. Rất là hiểu với nhau. Yeah. Hình như ba chọn con ba thích chứ không phải con thích. Con này là con gì? Xịt chum con gì vậy? Hình như là bạn khỉ nữ. Con Superman phải không con? Ồ bố không có bạn khỉ nữ. Để ba coi lại nha. May quá. Ba đổi con Doraemon thành con này nè, nên mới có đó. Wow. Bố không có con khỉ màu hồng. Ok. Vỗ tay đi chứ. Cái đó là cái gì vậy? Doraemon à. Doraemon Bun có thích không Tâm? À, hồi xưa, hồi bé thì thích. Sau này không thích nữa. Bố không có Doraemon. Món cuối cùng á. Một con cá heo. Cá heo. Nó là con gì vậy con? Bố không có cá heo rồi, bố chỉ có con chó thôi. Con sóc. Bà Tâm không có. Ba không có. Rồi, trúng được có một món à. Ba Phong chỉ hiểu ý một con thôi. Và ba Tâm chỉ hiểu ý hai con. Như vậy là số hiệu của ba Phong và bé Thị Trường có là 1. Và số hiệu của mình là 2. Và bé Bun có là 2. Yeah. Dù rằng cả hai người cha đều gặp phải sự cố Doraemon, nhưng cũng chúc mừng ba Tâm vì đã có sự suy đoán rất ăn ý khi lựa chọn được hai món trùng khớp với Bun trong khi ba Phong chỉ có một. Qua đây có thể thấy, để hiểu con thích gì là một nhiệm vụ khó khăn nhưng luôn khiến các bậc cha mẹ háo hức và hạnh phúc thực sự nếu hiểu được điều đó.
Hai con hãy mua giúp cha anh món đồ như trong hình do chương trình cung cấp. Con mua đủ đúng 5 đồ thì được một huy hiệu. Và phải nhớ lời cha dặn, tuyệt đối không nghe theo người lạ mặt dù dỗ. Sao cho mua cũng có con cá nè. Tôi mua con cá trước nha. Cái hình của con cũng có con cá. Đầu tiên là đất sét. Đất sét đâu? Có đất sét nè. Con có đất sét nè. Một. Woo. Xì chum. Giờ mình đi mua. Hồi nãy mình đem được cái này nè. Xì chum bún có đất sét nè. Mình có đất sét chứ đây nè. Nè giống mình nè, đâu phải giống vậy đâu. Hay là đổi đi, đổi đi. Ủa con cá đâu vậy Bun? Con cá đâu vậy Bun? Đâu? Đâu rồi Bun? Ở dưới nè. Ở dưới vỏ đó. Sẽ chum đó, sẽ chum làm á. Một cách rất xông xáo, hai bé của chúng ta đang lần lượt tách nhau ra và tự biết cách tìm những món đồ theo yêu cầu. Nhưng cẩn thận nào, có hai người lạ mặt vừa xuất hiện. Ồ, thì ra là hai ông bố của chương trình đây mà. Cha có 15 phút để cải trang, sau đó có 10 phút để vào nhà sách tiếp cận con, sao cho con không nhận ra mình. Trong thời gian quy định, nếu cha chụp được một tấm hình với con, không bị nhận ra thì được tặng một huy hiệu. Nếu mà dắt con ra khỏi nhà sách mà con không nhận ra thì được hai huy hiệu. Để xem họ sẽ làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ được giao nhé. Việc nghiêm túc nhé. Kế hoạch của Tâm sẽ là từ từ tiếp cận, nhưng mà mình làm thật là giống với vai diễn của mình là một bảo vệ, quan sát xung quanh xong từ từ tiếp cận. Anh làm rớt đó vậy. Bỏ vô. Bỏ vô thôi, tôi phạt bây giờ. Ai vậy? Em bé khóc. Cái bút kỳ đâu, Doraemon ở đâu vậy con? Ê! Cái gì vậy? Xíu nó kỳ được phát hiện rồi. Chắc còn giả dập chưa tốt. Dự định của mình là sẽ nhờ bé chỉ một món đồ, giúp mình đi lấy một món đồ. Sau đấy thì giúp được rồi thì mình xin chụp hình làm kỷ niệm. Xong rồi sau đó thì cũng chưa nghĩ ra là làm gì, chắc là tìm cách xuống dưới này nè, rồi tìm một cái món đồ nào đó ở dưới, xong rồi kiếm cái gì hay hay ngoài đường dắt ra. Không thấy cái bút chì Doraemon đâu hết. Bút chì Doraemon đây nè. Con đây nè. Ô, thấy rồi. Trong khi bà Phong đang tiếp cận Xì Chum một cách suôn sẻ, thì bà Tâm sau lần suýt bị Bùn phát hiện thì lần này phải cẩn thận hơn nhé. Cháu ơi, cháu có thích quả trứng này không? Bố hả? Cháu có thích quả trứng này không? Bố cháu đâu? Bố cháu đi đâu rồi? Đi kia kìa. Đi hả? Đi rồi hả? Cháu thích quả trứng này không? Cháu chụp với chú một tấm hình nha. Nha, chụp một tấm hình nha. Mình sẽ đi tìm bố nha. Bố của cháu đúng không? Bố con tên gì? Bố con tên Tâm. Ok, con nhìn vào đây chụp hình rồi mình dẫn đi tìm bố Tâm nha. Con cười đi. Con ơi, con cho cô hỏi xíu. Con có biết cái sách
cơ thể ở đâu không? Biết. Ở đâu con? Ở ngoài kia. Con có kiếm được cái này rồi. Ở ngoài kia kìa. Chỉ giúp cô đi. Đợi xíu để con tìm sách cơ. Đây hả? Không phải. Ồ, cô thấy rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Con ơi, cô có thể chụp với con một tấm hình để về đem về cho anh được không? Không. Chú ơi, chú chụp giúp em một tấm hình đi chú. Nè nè, chụp giúp cô một tấm hình đi. Đi mà. Chú dẫn ra ngoài tìm bố Tâm nha. Nha. Bố Tâm của con cao hay là thấp? Cao. Cao hả? Tóc màu gì? Màu đen. Đi ra ngoài tìm bố Tâm nha. Cô sắp dán con vào đâu rồi? Cô sẽ giúp con. Cô sẽ giúp con. Này, đi. Đi theo cô. Cô giúp con. Cô gần tìm được rồi. Yeah. Con vật. Đây, đây bên này nè con. Đi theo cô nha. Theo cô nha. À, đây nè. Không phải. Đúng rồi nè. Đúng rồi. Một, hai, ba, bốn. Con còn cái gì nữa? Con thiếu gì nữa? Không. Đủ chưa? Không, đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ con đi đâu vậy? Đã xong. Bố Tâm đâu? Bố Tâm ở trên lầu á. Đâu? Bố Tâm trên lầu đâu? Con đi chung chị trên lầu. Nhưng mà chú thấy bố ở ngoài mà. Chú thấy bố ở ngoài đường mà. Con muốn tìm bố Tâm không? Ở ngoài đường á, đi, chú dẫn đi. Có vẻ như bé Bùn giàu tình cảm đã cảm nhận được ở người đàn ông lạ lẫm này một sự thân tình, nên dù còn nửa tin nửa ngờ thì cậu cũng đã bị thuyết phục. Để xem Si Chum sẽ xử lý người phụ nữ lạ mặt cứ xin chụp hình với Minh Hoài như thế nào đây. Anh đẹp trai lắm. Để mẹ xin anh chụp một tấm hình nữa rồi mẹ xuống nha. Anh cho mà, anh đồng ý mà. Con ơi. À, cô nói nè. Thôi cô đi về nha. Được rồi, mẹ xuống đó nha. Mẹ chào anh nè. Cô đi xuống chơi xe với anh này. Con mẹ nè. Cái xác động vật của cô mất tiêu rồi. Đâu? Cô nói nè. Ở trong giỏ. Cô dắt xuống dưới kia tặng cho con cái xe hơi màu đỏ nha. Không. Được không? Động vật. Ai? Nè con chụp với cô tấm hình này nhìn đây đi. Cô về nha. Dạ. Yeah. Con đã xong rồi. Dạ, em xuống dưới nha. Con đã xong rồi. Thất bại rồi. Nhưng mà có một tấm hình rồi. Đâu bố đâu, con nói bố ở ngoài, bố đâu? Con có biết chú là ai không? Con biết sao con dám đi theo? Con có sợ chú không? Sao con dám đi theo chú? Bố con giận con sao? Nếu có người nào tới, người lạ tới á, người lạ tới thì con có đi theo người lạ không? Không được đi theo nha. Con chỉ đi với bạn Sì Chum thôi nha. Hứa đi. Chỉ đi theo bạn Sì Chum thôi nha. Không được đi với người lạ đúng không? Sao con đi theo người lạ vậy? Giờ bắt cóc con nha. Giờ bắt cóc con nha. Con có biết chú là ai không? Bố dặn rồi đúng không? Hôm nay đã học được một bài học mới, là phải nghe lời bố mẹ dặn. Bố giả làm chú bảo vệ á? Sao con biết là bố? Con nhìn vô cái gì? Con nhìn vô cái mắt bố đi thôi. À, nhìn vô cái mắt kính của bố. Con nghĩ là bố hả?
Hồi nãy ở trên lầu người đó dẫn con xuống dưới lầu, con cũng đi theo luôn. Rồi là con quên lời bố dặn rồi, đúng không? Mai mốt mình đi chơi, mình phải đi theo bố mẹ. Con đã nhớ bài học hôm nay chưa? Mới đầu anh tiếp cận là anh cũng nhận ra, anh hỏi là bố hả? Bố anh lo quá, anh chạy đi chỗ khác, chỉ có tiếp cận theo một cách khác. Rồi dẫn xuống lầu, anh cũng dẫn mình lên trên lại. Chắc là có một chút nghi vấn hay gì đó. Mình lại tiếp tục thuyết phục. Không, con đi với chú đi, chú dẫn đi tìm bố. Thế là anh đi theo. Boone là một cậu bé có cảm xúc rất là mạnh. Khi mà bị thuyết phục về cảm xúc rồi thì dễ bị ngã, dễ bị nghe theo. Phải cố gắng khắc phục cái điều này cho bé. Tạm quên những giọt nước mắt vỡ òa vì hoang mang vừa rồi, bé Boone cùng anh Si Chum trở lại với chương trình và xem nhiệm vụ của mình hoàn thành tới đâu. Hai. Hai món đúng không? Vậy còn bạn Si Chum, mua được mấy món đồ nào? Đúng là so với Si Chum đã tìm đúng 5 món đồ theo yêu cầu, thì Boone chỉ mới tìm được 2 món thôi, nhưng vẫn còn một người chưa xong nhiệm vụ. Hãy chờ xem nào. Cái gì vậy? Con biết đây là ai không? Biết đây là ai không? Con gặp rồi, con đã gặp rồi. Nhưng mà đây là ai? Ba con đâu? Ba con hả? Ba con đi mua đồ rồi. Con đi mua đồ hả? Chứ tâm nghĩ là ba Phong ở ngoài kia kìa. Cô dẫn Si Chum ra ngoài tìm ba Phong đi. Si Chum, đi với cô đi. Nha, cô dẫn đi nha. Đi theo luôn. Tại vì có người quen nhìn có thể là nó tin cậy hơn. Ba con ở đây nè. Ba Phong không thấy được. Si Chum ơi, Si Chum. Có khi nào ở ngoài đường không ta? Ba ơi, ba đang ở đâu? Si Chum ơi, ba đây nè. Si Chum lạc mất ba rồi. Đó, thấy chưa? Hồi nãy mình mới dặn Si Chum không có được đi lạc mà. Ba Phong ơi. Ba đây nè. Ôi trời ơi. Đâu ta? Ba Phong ơi. Con muốn biết người này là ai thì con phải mở khẩu trang, mở mũ ra ha. Ba, ba con. Phải không? Ba con có tóc dài không? Không. Đó. Con thấy làm sao? Lại cô nói nè. Lại cô nói nè. Xin hỏi ba Tâm, thành một chú bảo vệ có chụp được hình với bạn Boone hay không? Em mà có chụp hình không? Hai người có chụp hình với nhau không? Có đúng không? Có. Có, đã có một tấm hình bạn Si Chum và cái chị ban nãy là ba Phong á, có chụp được tấm hình nào với nhau không? Có luôn. Như vậy là cả hai bên, mỗi đề bên đều được một huy hiệu. Xin chúc mừng. Yeah. Cô đã nói con là cho chụp hình với dắt xuống dưới chơi á, vì sao con không đi vậy? Con tưởng là cô ấy thì... Mà vì sao con không đi? Vì nếu mà đi sẽ như thế nào? Sẽ bị là... Như vậy là ba Tâm đã giành được cho mình huy hiệu vì đã chụp hình và đưa được bé Boone ra ngoài. Dù để có chiến thắng này thì đồng nghĩa Boone không được huy hiệu nào. Nhưng bù lại, Boone đã có được một bài học cho riêng mình. Đó là phải luôn nghe lời bố mẹ dặn và nhất quyết không đi chung với người lạ. Bài học này Si Chum đã vận dụng rất tốt, nhất quyết không đi chung với người lạ. Dù rằng cũng đã bị chụp hình lén, nhưng cu cậu cũng đã nhanh chóng vùng chạy để thoát khỏi người lạ mặt. Kết thúc nhiệm vụ hôm nay, cảm xúc đọng lại lớn nhất vẫn là khoảnh khắc cha con nhận ra nhau. Có cảm xúc vui sướng đến bất ngờ, nhưng cũng có cảm xúc là vỡ òa đến khó diễn tả thành lời. Cha và con một lần nữa lại có thêm những trải nghiệm đáng nhớ cùng những bài học mà họ có thể mang theo để hoàn thành nhiệm vụ mới thêm phần hứng khởi. Vì trong tập tiếp theo, họ sẽ không còn là sự ăn ý mà còn cần phải là sự thấu hiểu và đồng cảm để cùng nhau giải đố, bán bong bóng làm từ thiện và thu hoạch được thành quả cuối cùng.